Xin chào, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dọn dẹp phòng khách sạn, cách làm giường của phòng khách sạn nhanh nhất tại Nhật. Đây là một bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản với công việc làm thêm của mình. Bạn sẽ chia sẻ cho các bạn những kỹ năng làm việc dọn dẹp phòng khách sạn hay là làm giường khách sạn một cách nhanh nhất. Đây là bí quyết nghề nghiệp. Bạn nào mà đang tìm kiếm công việc trong cái lĩnh vực này thì sẽ là một chia sẻ rất là thú vị và học hỏi được nhiều nhiều từ những điều mà em ấy chia sẻ. Bạn có thể thấy là khi em ấy thu chăn thì em ấy đã cuộn sẵn vào. Đó, đối với chân này là chân to thì em mới cuộn gấp làm ba tùy từng loại chân khác nhau. Đây là giường king cự, giường này là loại giường lớn nhất, trước 200 200 đó. Và sau đó là em mới đỡ các vỏ gối ra cuộn vào để chỉ một lần thôi là sẽ mang ra ngoài. Tiếp theo là sẽ lấy những cái điêu bk và những cái chân khăn hay là những cái vật dụng cần thiết khác mang vào một lần đó. Đây còn nó có cái nếp gấp trước này này, à, yeah. Mình cứ căng theo cái nửa đường này nó sẽ ừ. Tiếp theo là em ấy sẽ đồng chân nha các bạn nhé. Đây là điêu bê các bạn sẽ đỡ chân ra. Tại sao em ấy phải đứng ở một cái chân hẹp đấy? Bởi vì là cái cửa chân ấy thì cần phải cho vào phía trong giường. Đó. Thế là em ấy phải bắt đầu làm từ phía trong đó. Nếu mà làm ở từ cái phía của bên mình này nó sẽ rộng hơn, nhưng mà sẽ tí nữa thì các bạn phải đảo chăn, đó sẽ mất thời gian và nặng hơn nhiều so với cái việc làm bạn làm trực tiếp đứng từ bên trong kia. Em mới cho vào tung chân ra và sau đó là chia kéo đều bốn góc chân. Làm đến góc nào là tạo góc phẳng đến đấy luôn, sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều. Làm cái chân còn không có tay cầm thò này vào đâu. Thế? Ừ, không có. Bốn góc không có luôn. Bốn góc không có. Có một góc tí ở dưới biết thôi. Thế thì đấu được sao? Cầm ở thò tay vào là cầm ở đầu góc nhét vào. Thế? Khó lắm cái giường đấy đâu. Chắc là không ai làm, ai làm chắc phải một tháng mới làm được giường. Thì là thiết kế vậy khó nhỉ? Đây là những kỹ năng kiếm tiền, để kiếm tiền ở bên Nhật này. Ở bên em đã chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm và những kỹ năng của mình.
Cho nên em mới trải cái tấm thảm ở phía cuối giường trước. Đó. Và để ý. Sau đó em mới đẩy sát giường vào phía đầu giường. Sau đó là lồng gối. Lồng gối vào phía trong trước. Tại sao phải lồng gối phía chân trước để khi mà bạn lồng gối sau đặt sau thì các bạn sẽ khó để được ở vào phía trong và để nó sẽ không được đẹp đó. Trên đấy cả phần phía trong đẹp rồi, sau đó là em mới tiến hành đẩy giường vào trong đó. Đây là xong nửa giường, tiếp theo là lồng gối vào nữa là xong. Cảm ơn em đã chia sẻ hướng dẫn. Một số bạn cũng có thể hỏi được nhiều điều từ những cái kỹ năng này. Đây là những kỹ năng làm việc của kiếm tiền ở Nhật Bản. Đây là phòng đã sau khi đã dọn dẹp xong. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.